Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương số 2, Hằng đẳng thức, đáng nhớ và ứng dụng. Trong video hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 6, hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng hay một hiệu. Sách giáo khoa môn toán lớp 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng ta học kèm nhé. Bây giờ thì hãy mở sách của chúng mình ra, trang số 29 nào. Rồi, bài của chúng ta đây. Như vậy thì mình sẽ tìm hiểu sang chương số 2. Và cái bài hôm nay mình học sẽ là bài 6 này. Ok. Như vậy thì trong cái bài này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hằng đẳng thức là gì. Và tìm hiểu ba cái hằng đẳng thức này, hiệu, hai bình phương, bình phương của một tổng rồi bình phương của một gì? Một hiệu nhá. Ok. Mình sẽ đến với bài toán mở đầu. Bài toán mở đầu người ta cho này. Trong một cái trò chơi trí tuệ ở trên truyền hình dành cho học sinh thì cái người dẫn chương trình yêu cầu các bạn học sinh cho biết kết quả của phép tính 198 x 202. Vậy thì ngay lập tức có một bạn đã chỉ ra kết quả đúng. Vậy thì bạn ấy đã tính như thế nào mà nhanh thế? À, như vậy thì đây là một cái bài toán mà sẽ ứng dụng về gì? Về những cái hằng đẳng thức. Và chúng mình sẽ gặp lại cái bài toán này ở trong cái phần bài học kèm nhé. Rồi, trước hết thì mình sẽ tìm hiểu hằng đẳng thức là gì đã nhá. Ta sẽ đến với hoạt động số 1, phần 1, hằng đẳng thức. Rồi, nhận biết về hằng đẳng thức này, các em cùng quan sát ở đây này. Chúng ta có này, A cộng với 1 nhân với B. Đấy, thì sẽ bằng A nhân B cộng B, đúng không? Phần này mình đã học ở lớp mấy rồi? Lớp 7 rồi, đúng không? Nhân với B này, thì có phải nè, chúng ta đây là gì? Nhân gì? Đa thức với đơn thức, đúng không? A nhân với B này thì bằng AB này, được chưa? Cộng với này 1 nhân với B thì bằng B. Vậy thì cái A nhân B này này, AB này này, chính là A nhân với B cộng với B, đúng không? Đó, như vậy thì đây chính là gì? Đây chính là cái để chúng ta dẫn tới này. Trong cái đẳng thức trên, khi thay A hoặc là B bởi bất kỳ một cái giá trị số nào thì hai vế của đẳng thức luôn nhận giá trị bằng nhau. Như vậy thì ta gọi cái đẳng thức này, đó chính là hằng đẳng thức. Đấy, như vậy thì cái bạn Pi này, bạn nhấn mạnh thêm này, hằng đẳng thức còn gọi là đồng nhất thức. Đồng nhất thức có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng mình hiểu là gì? Khi chúng ta thay A hoặc là B bất kỳ một cái giá trị số nào á, thì hai vế của cái bất đẳng thức này này nó sẽ bằng nhau. Đó, tức là gì? Cái vế này này nó lúc nào nó cũng sẽ bằng với cái vế này này. Được chưa? Đấy. Tức là bên này gọi là một vế và bên này gọi là một vế. Vậy thì mình sẽ thay cái giá trị A hoặc là gì? B bất kỳ nào thì cái vế này này, kết quả chúng ta tìm được bao giờ nó cũng sẽ bằng cái vế bên này. Như vậy thì ta gọi đây là đồng nhất thức. Được chưa? Ok nhá. Rồi. Vậy thì đến đây mình sẽ có cái tổng quát như sau này. Hằng đẳng thức là cái đẳng thức mà hai vế luôn cùng nhận một giá trị khi chúng ta thay các chữ ở trong đẳng thức ấy bằng một cái số tùy ý. Đấy. Như vậy để hiểu hơn này, chẳng hạn thầy thay đây này. A bằng 1 và B bằng 2 đi. Được chưa? Hãy để chúng ta hiểu hơn nhá. Như vậy thay A bằng 1, B bằng 2 vào cái vế bên này này. Thì chúng ta A bằng 1 này thì có phải nó sẽ là 1 cộng với 1, B bằng mấy? B bằng 2 nhân cho 2. Như vậy cái anh này chúng ta tính này, 1 cộng 1 bằng 2
2 nhân 2 thì bằng mấy? Bằng 4. Kết quả bằng 4 đúng không nào? Vậy giờ mình cũng sẽ thay A bằng 1, B bằng 2 vào đây. Thì có nghĩa là gì? 1 nhân 2 cộng cho 2. Thì 1 nhân 2 là 2 này. 2 cộng với 2 thì có phải cũng bằng 4 không? Được chưa? Đấy, như vậy hai này rõ ràng là bằng nhau nhá. Ok. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhấn lại một lần nữa. Hằng đẳng thức là gì? Đây là một cái đẳng thức mà hai vế luôn nhận một giá trị khi thay các chữ trong đẳng thức thì sẽ bằng một cái số tùy ý. Ok nhá. Rồi, các em sẽ cùng xét ví dụ 1, ví dụ 2. Ở đây người ta đã có lời giải rất là chi tiết rồi này. Các đẳng thức chúng ta thường gặp này. A cộng B thì bằng B cộng A. Đúng không? Tức là gì? Đây là người ta sử dụng cái tính chất mà mình đã học ở tiểu học đó, là tính chất giao hoán, hoán đổi vị trí cho nhau. Các em quan sát này, ở đây A đứng trước này, sang đây A nó đứng sau này. Rồi, A nhân với B thì nó cũng sẽ lại bằng B nhân gì? Nhân A. Đúng không? Có nghĩa là gì? Cũng là tính chất giao hoán của phép nhân. Đúng không? Rồi, tiếp tục này, A nhân với B cộng với C thì có phải đây nó sẽ bằng gì? A nhân B cộng A nhân C không? Bởi vì sao? Đây là tính chất phân phối giữa phép cộng và phép nhân. Đấy, như vậy đây là những cái mà chúng mình đã học ở tiểu học nhé. Rồi, bây giờ này, ví dụ số 2. Người ta hỏi đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức? Đó, như vậy các em thấy đây này, người ta cho câu A này. A nhân A trừ 2, đó, bằng này, A mũ 2 trừ cho 2A. Có nghĩa là gì? Chúng ta xem cái thằng này này, xét một vế này này, các em xét này, xét thằng A nhân A trừ 2, đó, thì có phải là chúng ta sẽ thấy này, A nhân với A, đây là nhân đơn thức với đa thức, đúng không? A nhân A là A mũ 2, A nhân với trừ 2 tức là gì? Trừ 2A, đúng không? Như vậy thì rõ ràng cái vế bên này này, nó sẽ bằng với vế bên này. Vậy thì đây chính là gì? Hằng đẳng thức, hay gọi là đồng nhất thức. Ok nhá. Đấy, ok chưa? Rồi, tương tự như vậy mình sẽ xét ở bên này xem nào. A mũ 2 trừ đi 1, mình xem nó có bằng 3 được không? Như vậy A mũ 2 bằng trừ đi 1 nó không thể bằng 3A được. Do vậy cái thằng này này, hai vế nó không bằng nhau nên đây không là hằng đẳng thức. Hiểu chưa? Đó. Vì sao? Khi ta thay A bằng 1 hoặc A bằng 2, A bằng 3 thì hai cái vế này này nó sẽ không bằng nhau nhá. Ok. Rồi, bây giờ sẽ áp dụng nó để chúng mình làm bài luyện tập nào. Ta sẽ vào luyện tập 1 nào. Luyện tập 1. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào là hằng đẳng thức? Đó, như vậy người ta cho mình câu A. A nhân A cộng với 2, 2B bằng A mũ 2 cộng với 2A, AB. Như vậy để biết xem là cái thằng này này, nó có là cái hằng đẳng thức hay không, thì các em có thể làm bằng hai cách, đúng không? Bằng hai cái cách để chúng ta làm. Cách thứ nhất, mình xét cái vế ở bên tay gì? Tay trái đây. Đó, các em có thể xét, hoặc là gì? Chúng ta sẽ thay vào một cái giá trị. Ví dụ các em sẽ thay A bằng 2 này. Được chưa? Thử thay nhá. A bằng 2, A bằng 3 cũng được. Thay A bằng 3. Đó. Thì ta sẽ có này. Ta sẽ có nhá. Rồi, cứ ở đâu có A thì chúng ta sẽ xét này. 3 này nhân cho 3 cộng à, chúng ta A bằng 3 rồi, B bằng mấy nữa nhỉ? B bằng 2 đi nhá. Đó. A bằng 3, B bằng 2. Được chưa? Cộng với 2 nhân với gì? Với 2. Được chưa? Xem nó có bằng ở bên này này. A bằng 3 tức là gì?
3 mũ 2 cộng cho 2 nhân 3 nhân mấy? Nhân 2. Đó, xem hai cái vế nó có bằng nhau không? Như vậy đây chúng ta phải thực hiện ở đâu? Trong ngoặc trước. 3 nhân với mấy? À, 3 cộng với mấy đây? 4, đúng không? Là 7. Như vậy đây mình sẽ có là bằng 3 nhân 7 nè. Vậy thì anh này nè, vế bên này có phải nó sẽ bằng bao nhiêu? 2, 21. Đúng chưa? Rồi vế ở đây chúng ta sẽ có này, 3 mũ 2 thì là 9 này, cộng cho 2 x 3 là 6, 6 x với 2, đúng không? Là 10, 12. Như vậy 9 cộng với 12 thì nó cũng sẽ bằng bao nhiêu? 21. Như vậy hai vế này này nó bằng nhau. Đúng không? Đúng không? Vậy thì rõ ràng cái câu A này này, đây sẽ là hằng đẳng thức nhá. Ok chưa? Đó. Tức là những cái phần mà thầy làm ở đây á là chúng mình gì? Làm là giấy nháp. Đó, phần này chúng ta làm là giấy nháp nha. Ok chưa? Rồi. Đến câu B này. Bạn sẽ thay sang đây đi. Câu B nhá. Ta viết đề ra này. A cộng 1 bằng 3A trừ 1. Như vậy các em nhìn thấy đây này, chắc chắn đây nó không thể bằng nhau được, đúng không? Bây giờ chúng ta cũng nháp nha. Thử thay A bằng 3 xem nào. A bằng 3. Đấy, thì ta sẽ có này. Như vậy cái vế bên này này có 3 cộng với 1. Như vậy vế bên này bằng mấy? 4, đúng không? Rồi ở bên này nè, 3 nhân với gì? Nhân với 3 trừ đi 1. Như vậy 3 x 3 là 9, 9 trừ đi 1 thì còn mấy? 8. Như vậy đây là 4, đây là 8 này, nó có bằng nhau không? Không bằng nhau, nó khác nhau đúng không? Đó, như vậy thì mình sẽ khẳng định được thằng này là gì? Không là gì? Không là hằng đẳng thức. Ok. Vì sao? Đó. Nếu giáo viên hỏi vì sao á thì chúng ta có thể giải hoặc là gì? Nhắc luôn, đúng không? Đấy. Không là hằng đẳng thức vì vì gì? Vì hai vế. Vì khi chúng ta thay, khi thay A bằng một giá trị, bằng cái giá trị bất kỳ. Đấy, ở đây các em có thể mở ngoặc ra cái giá trị bất kỳ của mình là gì? A bằng 3. Thì hai cái vế sẽ làm sao? Không gì? Không bằng nhau. Đấy. Ok nhá. Như vậy thì với cái bài này chúng ta chỉ cần trả lời đây thôi. Nhưng mà nếu đối với giáo viên nào người ta khó và xem các em có hiểu bài hay không thì mình phải giải thích thêm cái phần màu đỏ thầy ghi đây này. Ok chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã nắm được hằng đẳng thức hay là đồng nhất thức nhá. Ok, xong phần thứ nhất.